1001 câu chuyện. Hello, xin chào các em. Và video ngày hôm nay chỉ có một miếng giấy sticker siêu mỏng, rất là đẹp luôn nha. Wow, chúng ta còn có một cái bông vải hình cái vương miện nè. Đó, trên một cái chiếc nơ rất là xinh luôn. Không biết cái này để làm gì ta. Đó, rất là thích nha. Bây giờ hả, chúng ta sẽ khui cái miếng sticker siêu mỏng này ra. Trời ơi, quá trời màu, nhìn rất là xinh tươi luôn á nha. Đó, và chúng ta là có là một cô gái đầu tiên là cô gái tóc cam. Âu, cột tóc cao một bên trông rất là nhí nhảnh. Cô thứ hai, cô nể hả, cam cam màu vàng vàng, mình cho là tóc vàng đi ha. Đó, thắt bính thành chiếc cài rất là cute, phô mai que. Còn cô này á, thì tóc hồng cột hai chùm trông rất là nhí nhảnh. Cái đó là có rất là nhiều đồ đẹp, phụ kiện xinh. Tên tên, và chúng ta sẽ làm gì với miếng sticker này đây? Wow, chúng ta sẽ đến với một câu chuyện về một cái shop bán thật là nhiều đồ đẹp và ba cô gái này nhé. Bây giờ chị sẽ vẽ một cái shop màu hồng xinh xinh đi. Rồi, mình sẽ thêm một vài bông hoa nha, trang trí cho cái shop không có còn đơn giản mà nó phải cute giống y như là ba cô gái của chúng ta vậy đó. Xong rồi he, bây giờ mình sẽ phân ra làm hai, một bên là để quần áo và một bên sẽ là phụ kiện nha. Đây, phụ kiện tên chàng một em xào đồ bắt ngang qua, sau đó là mình sẽ vẽ những chiếc móc nha. Xong rồi mình sẽ đến với miếng dán sticker và mình sẽ cho ai làm cô chủ đây. Ê, cái cô này tóc cam mới cao này là làm cô chủ nha, cô chủ shop rất là xì tim luôn. Thôi chị chọn cô màu hồng này đi, tại vì cái shop nó màu hồng rất là dễ thương, cho nên chị chọn tóc hồng nha. Đây, xong một nàng tóc hồng, một bà chủ shop rất là xinh xịn sò, và mình chọn một bộ đồ màu hồng cho cô ấy đây nhé. Trời ơi, bộ đồ có chữ cái phần trên ngực áo nó làm hình trái tim, rồi còn có chữ happy nữa, trông rất là đẹp và lạ luôn đúng không. Bây giờ mình mang giày vô nha. Đó, thêm một cái em nơ nữa. Trời ơi, bà chủ này rất là điệu đà luôn. Đó, rồi thêm hai cái đôi bông tai toàn ten nữa. Trời ơi, bả mặc cái gì? Bả mặc đồ toàn là thấy màu hồng không à. Trời ơi, được cái nơ này màu xanh dương nè mấy bạn. Đó, bây giờ thì mình treo những... Bây giờ là mình sẽ mặc đồ trước cho hai cô nhân vật còn lại. Đây là hai khách hàng nha, sẽ đến mua đồ. Đầu tiên là cô tóc cam nè. Mình sẽ chọn cho cô tóc cam một bộ đồ xịn sò. Đây, chiếc đầm lộng lẫy này đi ha. Cô này thích phô trương cho nên là ăn mặc rất là lồng lộn luôn. Thêm thêm, rồi thêm một cái sợi dây chuyền to đùng nữa. Đó, một sợi dây chuyền kim cương rất là bự luôn, đẹp chưa. Bây giờ mình sẽ chọn phụ kiện gì đây? Đó chính là một chiếc nơ màu xanh ha ha. Đây, cô ấy sẽ đến mua sắm và trên tay sẽ cầm một cái giỏ hoặc là một cái túi sách. Đây, cái túi sách này nha. Được hai nhân vật rồi, chúng ta sẽ tiếp tục nè. Thế, cô gái cuối cùng. Mình sẽ chọn một bộ đồ cực kỳ đơn giản cho cô ấy. Đây, chị thấy chiếc này là đơn giản nhất ở trong cái miếng sticker của chúng ta nè. Đó, rồi xong. Chỉ như đó thôi, à quên. Mình có cần mang giày cho cô ấy không? Cần chứ. Đó, xong rồi. Hai nhân vật này của chúng ta sẽ để qua một bên nhé. Khi nào mà câu chuyện có hai cô ấy thì sẽ xuất hiện. Bây giờ là phần mình sẽ treo những bộ đồ lên nha. Ta-da! Và đây là ba chiếc đầm đầu tiên. Wow, cái chiếc đầm này rất là lộng lẫy như là đầm công chúa ha. Đó, nó có ba cái nơ ở ba góc. Rồi hả, phần cổ và phần tai nó còn làm cái ren bèo bèo, trông rất là nữ tính và dễ thương. Cái thứ hai là một cái chiếc cúp ngực nhìn rất là quyến rũ mà còn cute nữa, bởi vì nó có quyến rũ là nó, tại vì nó sẽ là phần áo cúp ngực và cute dễ thương là tại vì nó có những cái bông hoa rất là xinh nha. Cái đầm thứ hai, cái đầm thứ ba cũng vậy luôn. Đó, bây giờ mình sẽ treo vô nha. Mình để móc nhiều chơi vậy đó chứ mình treo ba cái vậy cho các em thấy rõ hơn. Chứ mà mình treo dính dính mà treo xét xét thì các em sẽ không quan sát được đầm ha. Cái shop rất là xịn sò luôn. Đây, chiếc đầm kế tiếp nữa nè. Đó, chiếc đầm này dễ thương xỉu luôn á. Xong rồi, mình sẽ kẻ ngang qua mà mình... Sao mà nó bị dơ miếng này rồi nha. Chị đã cắt cái phần dư của nó rồi. Và bây giờ mình sẽ bắt ngang qua nữa để treo thêm những cái bộ đồ còn lại nhé.
Những cái móc nào mà không có đồ là tại vì bán rồi mấy em. Cho là vậy đi nha. Tên thêm, và đây là những mẫu đầm kế tiếp. Ôi, một chiếc đầm thật là xinh xắn, lịch sự, lịch sàng. Wow, còn cái chiếc này á hả, nhìn rất là lạ luôn nha. Đó, nó có những cái phím đèn nè. Còn đây là một cái set váy nha. Một cái set váy với áo. Ôi, và kế tiếp thì chúng ta sẽ còn có một cái phụ kiện là cái áo choàng ha. Cái áo choàng ở bên ngoài chúng ta có thể mặc chung với những cái áo riêng này. Đó, xong phần quần áo rồi, bây giờ chúng ta sẽ qua phụ kiện nhé. Đó, đầu tiên là những cái phụ kiện để cài lên mái tóc, trang trí lên mái tóc ha. Kẹp nơ hoặc là cài nón, đó, rất là nhiều luôn. Bông hoa nữa, xịn sò chứ, rất là thích luôn nha. Và kế tiếp sẽ là nước hoa nè, túi xách, dây chuyền và nhẫn kim cương, giày. Đó, rất là nhiều luôn nha. Bây giờ mình cũng sẽ để vô trong cái tủ phụ kiện thôi. Trời ơi, shop gì đâu mà xịn sò, nó rất là nhiều đồ luôn nha. Đó, còn có là mấy cái phụ kiện như trái tim đồ này, chị sẽ trang trí, dùng để trang trí shop nha. Đây, chị sẽ dán một cái trái tim, một cái trái tim to ở bên hông cửa shop như thế này. Có quạt nữa nè. Đó, dễ thương chưa. Tim nhỏ thì chị trang trí trên cái mái của mái nhà shop. Tên đen mình đã xong rồi. Shop mình toàn là đồ đẹp thế này mà sao hôm nay ế ẩm quá vậy ta, không thấy ai tới mua hết, thiệt là rầu rĩ. Trời ơi, chán gì đâu luôn á. Coi bộ cái shop này cũng đẹp nè. Ha ha, để xem nào. Trời ơi. À, xin chào quý khách, cuối cùng thì cũng đã có người may đồ đến mua đồ rồi. Trời ơi, ăn mặc sang trọng, chắc là khách VIP đây sẽ mua thật là nhiều đồ đẹp của mình. Xin chào quý khách, cô muốn mua cái gì ạ? Shop em thì có đầy đủ nha, quần áo, váy, phụ kiện, nước hoa, giày dép, có đủ có đủ. Biết rồi, khỏi giới thiệu, tôi nhìn tôi biết mà. Mà cô cứ lo việc của cô đi, để tôi tự lựa đồ vậy. Công nhận đồ của cô đẹp thiệt. Chào chị có thể tìm giúp em một chiếc đầm để em đi dự tiệc sinh nhật của bạn em không ạ? À, được chứ em. Shop chị có bán rất là nhiều loại quần áo luôn. Đồ đi tiệc, đi dạo phố, đi chơi đều được nha. Trời, cái shop gì mà cũng tiếp khách nghèo nàn như thế kia ư? Nhìn cái shop sang trọng nhưng mà không biết lựa khách hàng. Tôi mà lại chủ shop thì đuổi con nhỏ này ra rồi. Mặc đồ kìa, bình thường quá đi mất. Ồ, em thấy bình thường mà chị. Thôi. À, mà chủ shop, cô lo tiếp cái khách đặc biệt của cô đi, để tôi tự lựa đồ được rồi. Trời ơi, sao mà chiếc đầm này nhìn nó lạ quá vậy ta? Tự nhiên trên chiếc đầm mà có mấy cái phím nhạc nè. Mình mà mặc đầm để đi tiệc á thì ta nói sẽ là đặc biệt nhất trong đó. Nhưng mà mình nghĩ shop này rất là mắc tiền. Thôi, mình ăn trộm đấy. Nhân lúc cô ta không để ý, mình phải nhét nó vô trong bóp của mình mới được. Trời ơi, đầm đẹp quá. Xong rồi hả, mình sẽ kiếm lý do để mình chuồn. Ủa chị ơi, chị đã chọn được mẫu đầm nào mà thích hợp cho mình chưa vậy? Xuyên nhìn tới nhìn lui sao không thấy cái nào hợp hết. À, mà tôi nói không hợp với tôi thôi nha, chứ không phải là tôi nói nó không đẹp. Thôi, tôi đi đây. Bữa nào hả, tôi ghé lại. Chuyện gì thế này? Tại sao ở đây lại bị mắc một chiếc đầm rồi? Khoan, cô ơi, cô hãy khoan về. Xin lỗi vì sự bất tiện này, nhưng mà trong shop chỉ có mỗi tôi và hai cô, thì bây giờ đồ shop đồ tôi mắc, cho nên là tôi cần phải kiểm tra. Cái gì? Nghĩ sao vậy? Đồ của shop mắc thì liên quan gì tới tôi? À, mà nhìn tôi nè, nghĩ sao trên người mặc đồ tàn hàng ngàn đô thế kia mà lại đi ăn trộm một chiếc váy không đáng tiền hả? Thôi tôi đi về trước nha. Dạ, xin lỗi quý khách. Không được ạ, để tôi kiểm tra lại. Cái shop này thiệt phiền phức mà. À, tôi biết ai là người ăn trộm rồi. Là cái con nhỏ này chứ đâu. Nhìn nó ăn mặc coi, quê mùa từ đầu đến chân thế kia. Chắc là muốn mua đồ nhưng lại không có tiền, rồi vỡ trò ăn cắp chứ gì. Không có, tôi còn không biết hình dạng chiếc đầm đó ra làm sao. Thì làm sao mà tôi ăn trộm đầm của shop được ạ? Trời ơi, tự nhiên lại mắc cái chiếc đầm đó thiệt là kỳ lạ. Mà mình cũng quên mất là chiếc đầm ở ngay cái chỗ cái móc trống này là chiếc đầm kiểu như thế nào rồi. Hai cô có biết là cái ở chỗ này á là chơi chiếc đầm gì không? Không, tôi thật sự là không biết. Đúng là ngu si, nghĩ sao vậy? Bán đồ chủ shop mà lại không biết chiếc đầm đó là màu gì, trông như thế nào. Trời đất ơi, nó là một chiếc đầm cúp ngực với những cái bông hoa hồng. Trên chiếc đầm thì còn có những phím đèn piano. Vậy mà cô không biết, liêu liêu. Thì ra cô chính là người ăn cắp chiếc đầm của tôi. Thật ra tôi biết rõ chiếc đầm đó là đầm kiểu gì. Đơn giản là người không ăn cắp họ sẽ không biết chiếc đầm kiểu gì. Nhưng mà cô chưa gì đã bợp chợp cái miệng là nói rằng chiếc đầm như thế đó. Với lại nhìn đi, cô hả ăn mặc sùm xuề thế kia, lại mang túi xách, rất là dễ giấu đồ ở trong cái túi xách hoặc là trong mấy đồ mà cô đang mặc. Còn cô gái kia ăn mặc trơ trụi như thế thì biết dồn vào đâu. Trong khi đó
cô ấy cũng lẳng quẳng ở trong cái shop này thôi. Cô á, đưa cái bóp của cô cho tôi kiểm tra. Ờ không, đây là quyền riêng tư cá nhân của người ta, tự nhiên đòi lục bóp người ta là sao? Không được, thôi tôi đi về, đừng có lèm bèm. Bây giờ chị còn chối hả? Vậy tôi sẽ check camera lại. Chẳng qua tôi hả muốn là hả các cô phải tự thành thật khai ra, chứ tôi mà kêu check camera thì thấy phát hiện mấy hồi hả? Ờ tôi xin lỗi. Tại vì tôi không đem đủ tiền, nhưng mà thích chiếc đầm này quá cho nên tôi mới dại dột lần này. Bỏ qua cho tôi nha, thôi tôi trả lại cho shop nè. Sáng sớm không buôn bán được gì mà còn gặp người gì đâu không? Đã ăn trộm mà còn la làng nữa hả? Còn đổ thừa cho cô gái kia. Thật là lần này tôi tha cho cô á, lần sau á thì đừng có hòng nghe chưa. Đi về lẹ. Toàn là gặp cái gì đâu không à. Thôi xin lỗi cô gái nha. Cô cứ thoải mái lựa đồ đi nha. À không có gì đâu, tìm ra được kẻ trộm là được rồi. Bây giờ tôi sẽ lựa đồ. Tôi thấy đồ của cô ở đây là thật là đẹp. Thế ra và thế là câu chuyện shop quần áo xinh tươi đến đây cũng đã kết thúc rồi. Và nếu như các em có muốn đặt mua miếng nhái sticker siêu mỏng này thì hãy liên hệ ngay với shop OKB qua số điện thoại 0937899707 để được đặt hàng. Còn bây giờ thì bye bye và hẹn gặp lại các em ở video sau nhé.